Thầy nói rằng là trước khi chúng ta bắt đầu một buổi nghe giảng pháp hay là hành trì, điều tối quan trọng là chúng ta khởi động cơ thân tịnh với lại tâm Bồ Đề. Ngày hôm nay chúng ta học pháp bắt tu sơ khởi của pháp môn Đại Thủ Ấn với lại bốn pháp thông thường và bốn pháp phi thường. Chúng ta thấy rằng là bởi vì rằng là từ vô thủy kiếp chúng ta đã tái sinh bao nhiêu lần trong cõi luân hồi này, chúng ta có biết bao bà mẹ chúng sinh của chúng ta, bao nhiêu đời chúng ta có bao nhiêu bà mẹ như vậy đều còn đang vướng kẹt trong luân hồi. Chúng ta khởi tâm vì bản thân mình và vì lợi lạc của vô lượng chúng sinh, của những bà mẹ chúng sinh mà chúng ta cùng vào giác ngộ và đưa họ vào với giác ngộ. Nếu khởi được động cơ như vậy để mà hành trì thì chúng ta sẽ được lợi mình lợi người rất là lớn. So, when we practice the Dharma with the right motivation, with the generating bodies of our mind, and then particularly we understanding this foundation practice for ordinary foundation and for extraordinary foundation. So, when we build up foundation, practice the Dharma, so because of our life is not unchangeable, always changeable, like waves. Up and down, up and down. When we changing, when we understanding, and for ordinary foundation and for extraordinary foundation, then we are, which is a very stable, no matter what the situation. So we talk about foundations. So not talk about only which is particularly in the Dharma. Even ordinary ways, when you do business, if you don't have strong structure and a fine nature, you cannot able to do business and are very successful because no foundations. So when we practice the Dharma, if we have foundation, as I said, so no matter what the situation, so we can able to easily handle, and without any obstacle, even obstacle comes, we can able to like
pacifies all those obstacles. Chúng ta khi hành trì với động cơ thanh tịnh và tâm Bồ đề khởi phát thì chúng ta hiểu rằng nền cả bốn nền tảng căn bản thông thường và bốn nền tảng phi thường của pháp hành này, của pháp hành ngôn ngữ này, là chúng ta xây dựng cái nền tảng. Chúng ta biết rằng là cuộc sống của chúng ta luôn luôn thay đổi lên xuống rất là bất an. Nếu chúng ta hiểu được bốn nền tảng thông thường và phi thường như thế này thì chúng ta rất là ổn định, bất kể việc gì xảy ra, tâm chúng ta ổn định, chúng ta có tự tin, chúng ta dù có chướng ngại đi chăng nữa, chúng ta cũng có cái sự tự tin đó để mà vượt chướng ngại và để mà tịnh hóa các cái chướng ngại đó bằng cái pháp hành của mình. Còn nếu như chúng ta không hiểu thì chúng ta thấy rằng là chúng ta không có nền tảng, mà không có nền tảng như trong thế gian, trong cái việc mà mình làm kinh doanh đi chăng nữa, không nền tảng chúng ta cũng không thể nào xây dựng việc kinh doanh của chúng ta. Thì trong pháp hành phi thường, trong pháp xuất thế gian, trong pháp Phật như thầy đã nói như vậy, chúng ta không có nền móng, không có nền tảng, chúng ta không thể nào vượt qua được các cái chướng ngại khi mà nó xảy đến với thân tâm của chúng ta. So foundation is extremely important, and when we practice Dhamma, you follow Mahayana, or you follow Vajrayana, you follow Theravada. So whoever have a strong foundation in Dhamma, so when that practitioner and whatever you wishing, so you can achieve your goal. So without that foundation, so if even you practice the foundation, not practice properly, missing one purpose, so that also very, very difficult to achieve, and also very difficult to you can set up a very strong. Nền tảng của pháp hành vô cùng là quan trọng, dù là chúng ta ở trong Kim Cang Thừa, Đại Thừa hay là Tiểu Thừa, chúng ta đều rất cần cái nền tảng cơ bản như thế này. Khi chúng ta hiểu sâu nền tảng cơ bản thì tất cả những cái việc xảy đến với chúng ta đều rất là tự tin, và những cái ước nguyện của chúng ta rồi chúng ta sẽ được viên thành. Còn nếu mà chúng ta không hiểu thì dù là chúng ta thiếu một phần ở trong cái pháp hành thì cũng rất là khó chúng ta có thể đạt được mục đích của mình. Rất là khó ổn định. So mainly when we practice this for ordinary foundation and for extraordinary foundation, how to in order to reduce fat defilement. So that reason I always mention to you, always watching on our mind, not searching for outside, and we can watching on our mind. Daily our life, whatever we have mistaken, whatever we have fault, when we think, when we realize, analyze, so then we can correct. And without that, and sometimes when we practice so much, and especially sometimes practitioners counting year, and then build up very ego, and when build up ego, and then also automatically go to a wrong view criticizing to learned, and the wrong view and criticizing to also spiritual master. I can see many like this, and then even little things here, and then give up also spiritual learned and the spiritual master, that kind. So that kind of Dhamma practitioner as a really useless, you know, no matter whatever you put an effort. So one click, you destroy everything. So as I say sometimes, you know, like when you have a cow, you want milk. If you don't look after your cow cannot make you milk, you know. And the same time, and that you practice, and you want also cow want to eat your cow meat, and the cow want to kill, at the same time also want to cow milk. Doesn't work that way, you know. So source of the break samaya, so then everything is already destroyed. So as Malareva said, generally break samaya. This is whoever break samaya on the top of the river, whoever keep samaya in the cross of the river, in the bottom of the river. So this can seriously affect it also. Not a break samaya, that was
So that much is very, very important. And when we watching on our mind, and when we whatever we have called, we can make it correct when we practice. So then we can get really good result. Thầy nói rằng là mục đích để chúng ta hành trì bốn pháp thông thường và bốn pháp phi thường là chúng ta giảm thiểu và chúng ta chấm dứt ngũ độc bên trong của tâm của chúng ta. Vì vậy cho nên khi hành trì chúng ta không có quán xét người khác, không có phán xét, không có chỉ trích, không có nhìn lỗi của người, mà chúng ta chỉ có nhìn vào cuộc sống thường nhật của mình, vào hàng ngày tâm của mình có lỗi gì để mà mình sửa tâm của chính mình, chứ không phải là mình đi sửa tâm người khác. Nếu mà chúng ta không làm như vậy thì một cái hành giả dù có hành trì nhiều bao nhiêu đi chăng nữa, dù có tinh tấn bao nhiêu đi chăng nữa cũng không được gì. Thầy nói rằng là có nhiều hành giả, thầy thấy rằng là tính theo thời gian hành trì, họ có thể tính là ồ tôi đã hành trì pháp từ năm này cho tới năm kia, theo cái trình tự đó họ xây dựng bản ngã rất là lừng lẫy, và từ cái chuyện mà họ họ o bế bản ngã như vậy, tà kiến phát sinh, và khi tà kiến phát sinh họ quay trở lại chỉ trích dòng truyền thừa của mình, chỉ trích đạo sư của mình, và dù một việc nhỏ xảy đến họ cũng rất là dễ dàng để mà từ bỏ pháp. Thì thầy nói loại hành giả này dù có tinh tấn như thế nào đi chăng nữa cũng không thể làm được điều gì cả, và không thể nào đạt được thành tựu. Như thầy nói như là mình nuôi bò, mình không có chăm sóc bò, mình vừa muốn sữa mà mình vừa muốn thịt thì không thể có. Cho nên một cái hành giả mà đã bể đi cái mật nguyện, cái samaya là cái mật nguyện giữa huynh đệ Kim Cang với nhau, và giữa đạo sư Kim Cang với lại đệ tử, cực kỳ là nguy hiểm. Như Đức Milarepa nói rằng là một người á, bể cái samaya, bể cái mật nguyện, cái quan hệ mật thiết giữa những cái hành giả với nhau, và giữa đạo sư với lại đệ tử trong dòng thiền trừ thừa, thì người đó khi mà băng qua một con sông, người đó băng qua đi bên trên dòng nước thôi, mà cái việc ảnh hưởng là ảnh hưởng đến đáy sông luôn. Như vậy đó, nó nguy hiểm đến như vậy. Cho nên chúng ta nhất định là khi bước vào pháp, nhất định chúng ta phải quán sát tâm mình, tự sửa mình, thì việc hành trì mới có kết quả được. Bên chư pháp. Trang số nào? Bên chư pháp thì luôn có pháp. Trang số 5 ở trong nghi quỹ Mongo của mình, sách đang hay dài đó các anh chị. Đúng so, rồi. When we practice Mongo, firstly we talk about the four ordinary foundations. So which is really, really important to understand it. For ordinary foundations. Chúng ta nói trước về bốn pháp hành thông thường, thì bốn pháp hành thông thường này rất là quan trọng trong pháp hành của mình. For ordinary foundation, firstly understanding precious human life. So precious human life is not just like we get externally or automatically or luckily, you know, because we have precious human life, that is a many past lifetimes, which is we earning accumulation merit. This accumulation merit can source of good result. That reason we are rebirth, perfect human life. Why we call it precious? Because we are not like lost any sense. Five sense as a working, which is perfectly. If we're missing one of the five sense, so then we are not longer precious in life. So we are not happy that and the perfect conditions, rebirth in life. That is then called precious in life. So when we have precious in life, if we do right things, we can do really amazing things. We can achieve enlightenment one lifetime, like Milarepa, you know. That reason, precious Amila. If we do wrong things, we are forever stuck into the hell realms. We correct the negative karma.
So that kind and the marble very precious and up to in our hand and the human life. That is then called the precious human life. Chúng ta đọc trang 5 phần thứ nhất, nhưng mình thấy rằng là thân người quý báu. Thân người quý báu, thầy nói rằng là thân người của chúng ta không có tự nhiên mà có được, hoặc là không phải là do may mắn mà ngày hôm nay mình được sinh lên làm thân người. Được vào trong thân người, chúng ta đã tích, chứng tỏ là chúng ta đã tích tạo công đức rất là nhiều đời kiếp để vì cái nhân quả đó ngày hôm nay chúng ta được tái sinh lên và có được thân người. Và tại sao mà thầy gọi rằng là thân người quý báu và hoàn thiện? Bởi vì chúng ta ở trong thân người, chúng ta không có bị khiếm khuyết một căn nào hết. Chúng ta có năm căn đầy đủ: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nếu chúng ta bị khiếm khuyết một căn như vậy thì chúng ta sẽ không có được gọi là thân người quý báu. Như vậy, và một cái điều nữa rằng là trong thân người chúng ta có thể làm điều rất là phi thường. Ví dụ như Ngài Milarepa ở trong dòng truyền thừa của chúng ta, và nếu chúng ta làm sai thì chúng ta bị đọa, tức là rằng là chúng ta đi lên hay đi xuống là tùy thuộc vào chuyện chúng ta có cái nguồn hành động ở trong thân người này. Chính vì vậy thầy nói rằng là chúng ta sở hữu được thân người quý báu. So before at this mundo, when you sit at the mattress, you can comfortable cushion and you can check up your motivation with the generator was a man or not. So when you understand that, then you start prayer, which is page 5. Trước khi chúng ta hành trình ngon rô, chúng ta ngồi vào trong bồ đoàn, kiểm soát lại động cơ của mình, rằng là động cơ của ngày hôm nay mình ngồi xuống hành trì có phải rằng là mình khởi phát tâm bồ đề vì tất cả chúng sanh không, rồi chúng ta hành trì trang số 5 ở trong nghi quỹ. So each four reflections you can first pray and then this meaning you can meditate. Trong pháp hành này có bốn ý, thì sau mỗi một ý như vậy chúng ta dừng lại và quan sát một thời gian ngắn và so thiền. Now we pray together first. Bây giờ mình hành trì cùng với thầy. Yeah, when you practice, you can follow exactly that, okay? Khi hành trì mình theo đúng giọng điệu ngân vang của thầy như thế này. Trì xong và chúng ta bắt đầu suy ngẫm về thân người quý báu, ý nghĩa của thân người quý báu. So you think that I think normally people say what kind of government in this earth we always an example like very very difficult to get a precious wish fulfilling jewels, you know, wish fulfilling jewels then thousand times, so which is a precious human life is a more valuable. So then precious human life is not just like, as I said, externally we get, and the many past thousands eons, if we earn accumulation merit, this accumulation merit can solve our thought, so rebirth, perfect human life. So now we have this precious, perfect human life, but we cannot symbolically really waste this. So we can make something meaningful. How do we can make meaningful? We can think about the Dharma, we can practice Dharma much as we can daily, and then we practice. Only that can able to make meaningful life. Hãy đọc hai câu đầu Sittan là Sittan Dina Yezim Nobule Nyeba Kewa Tongi Tongi Kawai Ne.
Trong sách Anna ghi rằng là trong cõi thế gian này, thương người với đủ mọi tự tại thuận tiện là điều có đạt muôn triệu ngọc hơn, muôn triệu lần hơn ngọc như ý. Như vậy thầy nói rằng là trên trái đất này chúng ta rất rất là khó để có thể tìm ngọc như ý, nhưng mà thân người này hơn ngàn lần hơn viên ngọc như ý, như vậy rất là quý báu. Và như thầy đã nói rằng là thân người không có tự nhiên mà có, thân người này là kết quả của việc tích tập công đức của nhiều đời kiếp của chúng ta mà chúng ta được kết quả như vậy. Nay có rồi thì chúng ta không thể nào để phí uổng thân người, làm sao để không phí uổng. Chúng ta phải suy nghĩ, suy ngẫm và bắt đầu bước vào thực hành pháp, thì chỉ có việc thực hành pháp mới thực sự làm cho cuộc sống mình có ý nghĩa. So normally we never realize, you know, how we are fortunate and how lucky have this perfect human life. So when you practice, you can sit down, you can think, you know, and then you will really see how valuable this life, how meaningful, you know. When you realize, so then you realize that I cannot simply wasting this precious life because I cannot obtain get this, you know. So very, very difficult to get. So now what I can make meaningful, I must be practice Dharma very diligently. Chúng ta không có nhận ra sự may mắn đến thế nào để chúng ta có được thân người như thế này. Khi chúng ta ngồi lại, chúng ta nghĩ và quán niệm về điều này, chúng ta chắc chắn sẽ nhận ra. Và khi nhận ra rằng chúng ta có thân người quý báu như vậy thì chúng ta không thể để uổng phí. Và bởi vì chúng ta mất đi thân người này rồi, không chắc là chúng ta có được trở lại làm người trong cõi luân hồi mê mê này nữa hay là không. Cho nên chỉ có việc hành trì pháp mới thực sự làm cho cuộc sống của chúng ta có giá trị, có ý nghĩa. Each time, just a few minutes, you can meditate and think about precious human life. So now, we have precious human life firstly, but secondly, that is not permanent. Impermanent, you know, whoever reborn from mother's womb, that guarantee going to die, not to live forever. So we can think about impermanent. Chúng ta dừng lại khi hết trang năm để quán niệm một chút về qua pháp thứ hai là vô thường. Chúng ta biết rằng là ai từ tử cung mẹ mà sinh ra rồi cũng sẽ chết, không có ai tồn tại mãi. So we pray together. Right? Yeah, that is so sad. Six. Student has a grandparents, not talk about grandparents, even grandparents, you know, very much turn into history or pass away already, you know, that much impermanent, but we never realize it. We always thinking like living forever, we always preparation for living. So that kind, because we never analyze how certain or impermanent, you know. Chúng ta đọc hết trang 6 thì ngừng lại một chút để quán về vô thường. Chúng ta hãy nghĩ, nếu mà nghĩ nghiêm túc lại, chúng ta thấy rằng là trong chúng ta không có ai nhìn thấy cái chết và đã từng nghĩ đến cái chết. Chúng ta luôn nghĩ về gia đình. Hay là chúng ta có thể nhìn thấy rằng là tổ tiên hay là ông bà của chúng ta cứ như vậy mà ra đi, nhưng mà chúng ta luôn luôn nhìn về cuộc sống của chúng ta để chuẩn bị cho cuộc sống. Mình cứ nghĩ rằng là cuộc sống này nó là mãi mãi. So if we have
that kind of mind thinking impermanent. So then we have no time to wasting our precious time. So whatever we have time, we always putting effort into the Dhamma. So not too much shopping outside, not chit-chat too much outside, and not too much hanging around, you know, because we're thinking impermanent, how uncertain our life. Chúng ta nếu có sự chiêm nghiệm về vô thường thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng là thời gian rất là quý báu đối với chúng ta, vì mạng sống của chúng ta không biết là giữ được bao lâu. Khi nào chúng ta đi nghĩ được và nhận ra được điều đó, chúng ta sẽ không có đi tán ngẫu, không đi mua sắm, không đi chơi vòng vòng bên ngoài, và chúng ta thực sự là chúng ta để tâm vào pháp hành để cho cuộc sống có ý nghĩa. So Malalepa says, I'm terrified to die, you know, so scared to die. So that reason he skipped mountain to mountain in practice. So when he practiced very diligently, so then he said, I'm lost to my death. Because when he practiced very diligently, so death is then back to normal. So he's not scared because he's competent, you know. He's a good practitioner, living or dying. Ý này thầy giảng rất là thâm sâu. Ngài Milagro nói rằng là ngài rất là sợ chết, vì ngài rất là sợ chết, ngài rất là sợ cái vô thường nó đến. Ngài đã di chuyển từ hang động này đến hang động khác để mà hành trì. Nhưng sau một thời gian hành trì rất là dài và chứng ngộ như vậy thì ngài đã nói rằng là tôi đã bỏ mất cái chết rồi. Khi ngài đã hành trì đạt đến cái mức độ chứng ngộ thâm sâu như vậy thì cái chết đối với ngài, đi hay ở, chết hay sống, không còn là có một cái sự phân biệt nào nữa, vì ngài đã có tự tính rất là mãnh liệt. So when we can think about inside all the sentient beings and outside all the karma, all the phenomena, everything really is like changing during that time. But with our attachment, we always thinking like same, you know, but change every during the correct time. And then we can see in the weather also change, you know, and the hot and the cold, and the morning and the evening, you can see. Even all the indestructible weather body, Buddha Shakyamuni was born in Nepal, passing into the Parinirvana in Bodhgaya. So, in Kushinaga, sorry. So, which is everything historical. And then particularly we're thinking ourselves. Our body is very much as like water bubble, like insects, you know. If somebody hit a car, we will die, you know. And very much as like insects, it's like which is saying water bubbles pop up but collapse instantly, you know. So that much uncertain impermanent life we are living that conditions. Toàn bộ vũ trụ bên ngoài và chúng sinh vật trú bên trong đều thay đổi, nhưng mà chúng ta luôn luôn thấy rằng nó không thay đổi. Với cái khái niệm thường tồn của chúng ta luôn nghĩ rằng nó thường tồn, nhưng không phải như vậy. Chúng ta hãy nhìn thấy rằng là thời tiết có nóng, có lạnh, có sáng, có tối, ngay cả thân kim cang bất biến như Đức Phật Thích Ca mà còn vào bát niết bàn, thì huống chi thân của chúng ta như là bong bóng, chúng ta chỉ có xe đụng một cái là chúng ta chết ngay. Thực ra mạng của chúng ta như loài côn trùng nhỏ, không chắc chắn, không, ta sống trong cái điều kiện rất rất là không an và không chắc chắn như vậy, rất là vô thường như vậy. Thì trang 6 ở đây trong sách Đa Na ghi rằng là toàn bộ cảnh giới bên ngoài cùng chúng sinh cư trú bên trong đều vô thường như cảnh ảo thuật, đến cả thân diệu trạng như kim cang mà còn bát niết bàn,
Huống chi thân ngủ uổng như bóng nước của chúng ta đây vừa ô nhiễm vừa u tối làm sao có thể thường còn. So, secondly, when impermanent comes, no? Thirdly, which is a part of a karma effect. So whatever we do, right things, this can positive karma, rebirth, precious human life, or liberate enlightenment. Whatever we do wrong things, so this can go down and rebirth the three lower realms, or all in the very harsh conditions. Thứ ba, đến ý thứ ba, chúng ta nhìn thấy ở trang 7 là khi mà vô thường đến rồi, tức là chúng ta đã chết đi rồi, thì theo nhân quả nghiệp của chúng ta, tức là cái sự tái sinh của chúng ta sẽ theo nhân quả mà đi. Nếu chúng ta đã gieo nhân tốt thì chúng ta sẽ đi vào giác ngộ hoặc có thể được tái sinh làm thân người trở lại. Nếu đã có những cái hành động bất thiện thì chúng ta sẽ bị đọa vào tam ác đạo rất là khổ. So now we pray together, page 7. Bây giờ mình hành trì cùng với thầy ở trang 7 ạ. Như thầy vừa nói, chúng ta theo mỗi một ý, hết một trang như vậy, chúng ta dừng lại một chút để mà quán niệm, đọc suy tưởng nghĩa lý và dừng lại để quán niệm. So, cause and the karma effect, whatever we do, guarantee one little part never missing. So that is an individual, all of us, we carry hundreds, thousands of cages, negative coming there and our behind. Different areas on the map. So especially we create a negative karma, so this negative karma can cause of effect suffering. Whatever we engage into positive things, so positive cause of result liberating to enlightenment or better conditions. So especially when we engage to too much negative things, so even ordinary ways, ordinary life, people talk very bad and behind, you know. And sometimes you can see that a person may pass a life have still positive karma, looks like even engaged to very seriously many negative things, looks like still successful. But sooner or later, when pass a life karma, positive karma will finish, so then immediately we choose a doubt. We can see, we can hear, so then we can think about it, which is a try to not create a negative karma. Được nhân quả, chúng ta làm điều gì dù là rất là nhỏ cũng không bao giờ sai chạy, không bao giờ sót. Vì vậy chúng ta, mỗi một người chúng ta hiện đã mang vác trăm ngàn ác nghiệp, trăm ngàn tấn ác nghiệp ở trên vai của mình. Chúng ta tạo những hành động tích cực thì chúng ta sẽ đến cái quả là giải thoát, và hoặc là chúng ta được tái sinh trong điều kiện rất là tốt. Chúng ta làm những hành động tiêu cực, tạo những cái nghiệp tiêu cực thì cái kết quả của chúng ta rất là xấu. Ta thấy rằng là nhân quả nó cũng rất là phức tạp, nó đường đi của nhân quả rất là thầm thâm mà chúng ta rất là khó, trong cái thân thường, tâm thường của chúng ta rất là khó đoán. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là người ta làm điều xấu mà vô cùng luôn, rất là nhiều điều xấu, nhưng mà tại sao cái người đó trong cái đời sống hiện tại người ta vẫn có điều kiện rất là tốt? Cái đó là thành quả của họ, có thể là đời trước họ làm những cái điều tích cực, nhưng mà cái việc tạo nghiệp của họ khi quả đã đến thì nhất định là họ sẽ phải trả, sẽ phải rước, không có cách gì có thể tránh khỏi cả. So cause and the karma effect is very, very serious, you know. I can tell you one story. In Tibet, there was one king. So king's name, Akiteji is his name. So when he was alive, so he needed every day, every single day, he needed
one horse, one sheep, one heart. He need to kill instantly, then need to feed him like in the rocks, in the fire. He eat every single day. Fresh heart. Thầy nói luật nhân quả nó vô cùng là nghiêm trọng. Thầy kể câu chuyện là có một vua, một vua ở Tây Tạng. Khi còn sống thì mỗi ngày ông ta ăn một trái tim của con cừu còn nóng, là có nghĩa rằng là con cừu đó sẽ phải bị giết và nướng quả tim đó lên để cho ông ta ăn. So, one day, then he was mentally ill. And then he commit suicide himself, like cut up his head himself. So then many also people can see like practitioners, he was rebirth and total slime inside and rock. And then top of the rock, when going to my monastery, they have a crossed rock. So very strange and solid the rock, but on top of the rock, grow up one tree. Then they can see that tree was grow up in the turtle's inside the brain. When wind can moving the tree, many people can hear their screaming. That kind of life and the rebirth because of cause of negative karma. Và một ngày nọ ông ta bị tâm thần và ông ta tự sát. Khi ông ta tự sát thì rất là nhiều những cái vị giác giả của Tây Tạng, các ngài thấy rằng là thân ông vào thân con rùa bị kẹt ở trong đá. Cái chỗ đó, cái chỗ tu viện của thầy băng qua một chút thì thấy. Và trên đá mọc một cái cây rất là ngộ, là cái rễ cây đó đâm vào vào đầu, vào não của con rùa, cho nên khi gió lay động thì rùa nó nghe, mọi người đều có thể nghe tiếng rùa nó la hét dữ dằn, rất là thống thiết. So when whoever like born that conditions, very very difficult to rebirth, very light or very difficult to liberate. Sinh vào hoàn cảnh như vậy thì rất là khó để có được thân người hoặc là có thể được giác ngộ. Giải thoát. So now, fourthly, samsara of suffering. Thứ tư là khổ luân hồi. Chúng ta có thể coi trang 8. So when karma can cause life effect, fourthly, and the rebirth and the samsara. Samsara, no matter wherever we remove, which is just suffering. Khi luật nhân quả, hành hoạt của luật nhân quả thì bắt đầu chúng ta có sự tái sinh, và tái sinh vào trong cảnh luân hồi, bất kể là cõi nào chúng ta tái sinh vào đều cũng sẽ là khổ. Page 8, we pray together. Trang 8, mình tụng cùng thầy. So generally, we always thinking, particularly in human beings, we thinking we are most really intelligent and the most smart. So if we our mentality putting in the right way, yes, it is we are smart. You know that is a human being can only human body can. Using all the other means, like carrying and killing and like to do everything by other means. But when we're doing all those wrong things, we put so much effort into that. So, like, since when we are reborn, when we are 18 to
now like 50 or 60 plus, how much we put an effort into the ordinary life, and the same time we correct so much negative karma. So this negative karma can cause our disorder, we build up, which is so much. So now we realize, we analyze. So from that time to this time, now we've done, we did that much. So never end. So never we think enough, you know. So now we realize that we thinking really renunciation to samsara. So I need way out from this situation. So even best conditions remain alive, how much suffering we can see. When we are born, suffering. When we old age, suffering. When we have sickness, suffering. We have a death, suffering. What are sufferings? Always miserable situation. So we can think how to we have been way out from free from suffering. And think Dharma, practice diligently, only we can stop end of the samsara. Chúng ta coi trang 8. Thầy nói rằng là chúng ta tái sinh vào trong luân hồi rồi, ở trong thân người rồi, mình luôn luôn nghĩ rằng là mình rất là thông minh, mình thông minh vượt bậc hơn những bậc khác. Và thực vậy, mình thông minh thiệt, mình thông minh cho nên mình có thể giết hại, mình ăn thịt hay là mình làm những cái ác nghiệp khác để mà mình có thể dẫm đạp và hại mạng, tổn hại những chúng sanh khác. Thầy nói rằng là khi mình vào thân người từ năm 18 tuổi cho đến 50, 60, trên 60, ngần ấy năm chúng ta nỗ lực bao nhiêu cho đời sống thế gian, và với những ngần ấy nỗ lực chúng ta đã tạo bao nhiêu là ác nghiệp, và đã tạo như vậy, đã tích góp như vậy vì cái tâm bám chấp của chúng ta, nhưng chúng ta chưa bao giờ thấy rằng đủ. Và bây giờ chúng ta nhận ra điều đó, nhận ra rằng là sinh lão bệnh tử, mình luôn luôn bị bao phủ ở trong cái cõi luân hồi này, sinh cũng khổ, lão cũng khổ, bệnh cũng khổ và tử cũng khổ. Nhận ra sâu sắc được điều đó, chúng ta phát tâm từ bỏ luân hồi, quay lưng lại với luân hồi, và chúng ta ngừng đi việc chúng ta không có muốn vào trở lại luân hồi nữa. So this we call the common preliminary practice we called. So common means not important, you know, doesn't mean it's not important, which is really, really important. So that reason we call another as four foundations. Why we call foundations? So if you have no foundation, then very difficult to do anything. So ordinary ways, extraordinary ways. So that reason, which is very important to practice four ordinary foundations, firstly. Và cũng nói lại chút xíu nữa, hồi nãy mình nói rằng là vì mình bị cái khổ của sinh lão bệnh tử và tất cả những cái khổ khác trong sinh tử luân hồi bao phủ lấy mình, cho nên ngày hôm nay mình quay lưng, phát tâm quay lại lưng lại với luân hồi và mình hành trì theo chánh pháp. Và thầy nói rằng là đây là bốn pháp, thầy gọi rằng là bốn pháp thông thường. Nói thông thường không phải thông thường là không quan trọng, không thông thường nhưng cực kỳ quan trọng. Và bởi chính vì cái quan trọng đó, mình có một tên gọi khác rằng là bốn nền tảng. Cho nên thầy đã nói rồi, bốn nền tảng này dù trong thế gian hay là trong suốt thế gian, chúng ta rất là cần để mà xây dựng cho cái đường thực hành pháp của mình, hay là được đường thực hành công việc của chúng mình, của mình. Cho nên bốn pháp này cực kỳ là quan trọng. So after when we understand them for ordinary foundations, so then practice for extraordinary foundations. Khi chúng ta đã hiểu và đã hiểu được bốn pháp nền tảng rồi, chúng ta sẽ đi qua bốn pháp phi thường. So firstly, when we practice, which is refuge with generating unbothered mind, when we practice prostration 111,000 and 110 times, so that our body part oscillation, negative karma result, and the provocation, and spiritually, and non-spiritually, if we do every day prostration, so really less exercises that way. So even communists in a man in China, so they have cancer campaigns.
So when they try many different yogas and many exercises, try to teach cancer patients, doesn't work. So when they said, oh, we can try, we can let teach and the neuro prostration, when they teach neuro, many patients did prostration. Many patients, cancer patients, healed by prostration and cancers. So then they also, they prove, they don't really believe Dharma, but they believe that exercise can able to help and our health very strong. Chúng ta đi vào pháp một, chúng ta quy y và phát tâm là Bồ Đề, chúng ta lại 111.000 100 lạy là để tịnh hóa những nghiệp về thân, tức là những cái ác nghiệp mà chúng ta dùng thân để mà tạo, là về mặt tâm linh và về mặt thế tục thì đây là cái pháp thủy dụng rất là tốt. Thầy nói rằng ở Trung Quốc có một trại bệnh ung thư, ở đó họ điều trị rất là nhiều cách nhưng mà không có thuyên giảm. Và họ nói ồ, có thể là họ thử, họ cho học ngôn rô. Thì khi mà các bệnh nhân lạy, thực hiện lạy ngôn rô thì rất là nhiều bệnh nhân được chữa lành ung thư bởi pháp lạy này. Cho dù, mặc dù là họ không có tin về mặt tâm linh, nhưng mà họ tin rằng là đây là cái pháp thể dục rất là tốt để mà có thể chữa lành cái bệnh ung thư của bệnh nhân. Cho nên là họ chấp nhận cái điều này và họ để cho, bắt đầu họ duy trì cái việc lạy, lễ lạy của bệnh nhân ung thư ở đó. So after when we practice prostration with the repetitive prayer, and when we visualization second part, lama vajrasato and the recitation 100 syllable mantra, so that represent of the purification of our speech part, past, present, future, all obstruction negative come together. Also this recitation number 111,110 times. Sau pháp 1 là lễ lạy rồi thì chúng ta qua pháp 2 là chúng ta quán tưởng đức tin can tắc đọa và trì chú trâm âm. Chúng ta cũng trì 111.110 biến chú như vậy là để chúng ta tịnh hóa ác nghiệp về khẩu, tất cả những ác nghiệp ác chướng mà chúng ta dùng miệng để gây ra đều được tịnh hóa. So after when we finish Vajrasattva, so then offering mandala. Wow. Mandala, which is actual, we offering mandala, and imagined offering mandala. This can earning, which is a combination merit, and that our mind part of circulation negative common word. Và qua pháp 3 là chúng ta cúng dường mandala, cúng dường mandala thực tế và ba quán tưởng, chúng ta sẽ tịnh ý nghiệp. So after when we finish a mandala offering, so then fourth part is which is guru yoga. Và phần thứ tư, cái pháp phải hành phi thường thứ tư là đạo sư yoga. Receiving blessings from lineage. Nhận lực gia trì từ chư tổ dòng truyền thừa. That can beneficial to realization essence of the natural mind. Và vì nhận gia lực phi thường như thế này, chúng ta sẽ nhận ra chân tánh bản nhiên của chúng ta. So why we need to practice that advance? Because obscurations, obstacles, negative karma report. So can block everything. Now we have so many obscurations, so we cannot able to see all the righteous things, you know. And particularly whoever have heavy obscuration, so you can also see when they are tied to meditation practice and also listening Dharma teaching. Very much training to be like sleeping pill, you know, immediately go down and sleeping. Because obscuration can block everything. So when we practice body and speech, mind provocation practice, you can eventually see result, you know,
Before when you practice mudra and after when you finish practice mudra, so visualization, meditation, everything much easier, much smooth, because purify negative karma. So negative karma can spiritually also block, non-spiritually bring many obstacles also. So that is the provocation practice as extremely key forms. Tại sao chúng ta phải hành trì như vậy? Là bởi vì chúng ta đã bị che chướng ác người ác chướng từ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta bao phủ chúng ta, nên chúng ta rất là vô minh, chúng ta không thấy gì hết. Chúng ta thấy rằng là có những người người ta bị che chướng nặng á, thì khi họ nghe thiền hay là họ thực hành thiền hay là họ nghe giảng pháp thì những cái pháp hành này trở thành giống như là thuốc ngủ của họ vậy đó. Khi mà họ vào là lập tức họ ngủ liền. Cho nên là thầy nói rằng là sau khi chúng ta đã thực hiện những pháp hành này rồi, chúng ta đã tịnh hóa được thân khẩu ý bằng ba pháp đầu tiên, thì ta có thể thấy rằng là cái sự khác biệt rất là lớn giữa trước thực hành môn rô và sau thực hành môn rô. Cái việc thiền, việc quán, việc trì tụng, tất cả những cái nguồn hành hoạt của chúng ta ở trong pháp đều rất là nhẹ nhàng, khinh an. Cho nên thầy nói rằng là việc hành trì để mà tịnh hóa ác nghiệp ác chướng là then chốt trong pháp hành của chúng ta, trong hành trình tâm linh của chúng ta. Okay, so now taking refuge with the generator was the mind and the dream prostration part, page 12. Thang trang 12, chúng ta hành trì, chúng ta quy y và pháp tâm Bồ Đề. So we pray together. When you practice exactly that way, follow and then you practice. Okay. Mình hành trì cùng với thầy. Khi mình hành trì, mình cũng hành trì giống như vậy. Chúng ta đọc đến trang 15 thì thầy nói rằng là chúng ta đọc tiếng Tạng, chúng ta đọc tiếng Việt hoặc là tiếng Anh gì đó để mà chúng ta hiểu được ý nghĩa và chúng ta dừng lại để quán tưởng. Repetitory visualization, I think better you listening on YouTube or we have MP3 we can send to you, so more clarity things, so not enough time. So when you after finish visualization repetitory, so then you recitation which pray 7 times or 21 times. So then you standing and then prostration. Thầy nói phần quán tưởng này á, mà mấy anh chị ở trong YouTube của mình là Barom, tên là Barom Kayu Sài Gòn đã có rất là rõ ở trong đó rồi. Thì các anh chị mình, thầy nói là hôm nay mình có thời gian ngắn quá, sẽ không có giờ để thầy giảng đến cái quán tưởng KQI đó, thì mình học theo ở trong đó. Và sau đó chúng ta đọc đến trang 15, chúng ta dừng lại để quán tưởng KQI và chúng ta bắt đầu đọc 4 câu KQI để 7 lần hoặc 21 lần trước khi chúng ta đứng lên lễ lại. So when you start and then prostration, first time don't do too much. Like 7 times or 10 times or 21 times, 30 times. Slowly you can increase. Otherwise, first you do too excited too many times,
Next day, then it will happen in your shoulder, your knee, pain everywhere. Then you stop, you lost mood, you know. Everything better, ordinary ways, extraordinary ways. Slowly, self-aware, and you do, you can build up. So then you can do many times. Chúng ta đứng lên lễ lạy, chúng ta hay nói chúng ta lễ ít thôi, chúng ta lại bảy lạy, mười lạy, mười hai lạy, mười lăm lạy, ba mươi lạy, vân vân. Nếu chúng ta làm nhiều thì ngày hôm sau chúng ta sẽ bị đau và chúng ta sẽ chán, sẽ bỏ. Cái gì cũng vậy, thầy nói rằng là hãy làm chậm, từ từ thôi, và từ từ như vậy đó nó rất là an toàn, và chúng ta từ từ chúng ta sẽ tăng dần cái số lượng lạy lên theo cái sức mà hiện chúng ta hiện có. So carry breath motivation with the generator Bodhisattva mind, start prostration. So now you're thinking you are leader, you're leading all mother sentient beings, prostration. So prostration place, don't think it like narrow, and a huge place, your prayer room or your practice place. So then you can think it, now I'm going to lead all sentient beings, especially breath sounds. My disciple, father, from beginning to until now, me or my father, you can like hundreds, thousands, your father's right side. And the left side, so you can think in this like mother, and the many hundreds, thousands of lifetimes will be my mother, all mother's prostration together with me. And the front, you can think in like this life, past life, many hundreds, thousands, past lifetimes, enemies, whatever we make unpleasant, they make me unpleasant or hurt or all kind of enemies. So also prostration in front. And the behind, then you can think and karmic debts. Many thousand lifetimes karmic debts, we killing, eating, lying, all those kind of sentient beings. Now you are leader. You leading to them prostration to refugee. Chúng ta nhớ rằng là hãy lễ lại với lại động cơ tâm tịnh và tâm bồ đề. Chúng ta nghĩ đứng lên và nghĩ rằng là chúng ta là người dẫn tất cả bà mẹ chúng sinh cùng lễ lại với mình. Làm như vậy bằng cách nào? Chúng ta nghĩ rằng là cái bàn thờ của chúng ta hay là cái phòng thờ của chúng ta đứng, chúng ta lễ lạy không có nghĩ rằng nó nhỏ hẹp, mà chúng ta nghĩ rằng là rộng bao la vô tận mênh mông như vậy. Và chúng ta bắt đầu sắp bên phải của mình là người cha hiện tại của mình, và vô hàng trăm ngàn, hàng trăm đời, hàng ngàn đời trước, những người cha mà đã từng là cha của mình trong nhiều đời cùng lễ lạy với mình như vậy. Bên trái của mình cũng vậy, người mẹ hiện tại đời này của mình và mẹ từ là những người mà họ hại mình, họ và mình có những cái điều bất đồng, những cái họ ghét nhau, tức là dạng của kẻ thù. Và phía sau mình là oan gia trái chủ của mình, tức là những cái đối tượng mà mình hại họ, mình đem, mình giết họ, mình gạt họ, mình dối họ, tất cả những đối tượng đó mình sắp phía sau, và tất cả trung trung điệp điệp như vậy cùng lễ lạy cây quy y với mình. So now you can imagine, you know, when you're doing prostration, hundreds of thousands, millions of prostration together, that body movement sign, restoration, refugee prayer sign, you are leading all sentient beings that way. You can imagine and prostration that way. Và khi chúng ta lại như vậy, chúng ta hãy tưởng tượng rằng là tất cả những cái lời tụng, những âm thanh có triệu triệu, vô lượng vô biên, những âm thanh rền vang như vậy cùng tụng với mình, và khi lạy xuống thì cái âm thanh chạm đất và trượt ở trên đất như vậy, cũng trung trung điệp điệp như vậy để cùng lạy lại với mình. So when you first you don't two hands together, not flat like lotus, crown of the head, take refuge to guru, take refuge to Buddha, take refuge to Dharma, take refuge to Sangha. So receiving blessings, feel of our body, speech, mind.
Chúng ta khi chắp tay lại thì không có chắp thẳng, Phật pháp chúng ta không có chắp thẳng, chúng ta chắp theo thế hoa sen mà thầy vừa mới mô phạm. Chúng ta để tay lên trên đầu, ở trên đầu là chúng ta quy y đạo sư, trên trán là chúng ta quy y Phật, tại tại cổ chúng ta quy y pháp và tại tim chúng ta quy y tăng, để chúng ta nhận được quán đảnh để mà chúng ta thành tựu được, chúng ta tịnh được ác nghiệp. So when you do prostration, so that you can purify the past and the present which are negative karma, receiving also body, speech, mind, and the Tirikaya's blessings. And also, especially when we do prostration, that can cut off our ego. Especially whoever have a very big ego, they never want to do prostration, you know. They will also notice. Khi chúng ta lại lễ lại như vậy, chúng ta tịnh hóa được nghiệp của thân khẩu ý, chúng ta đạt được ba hóa thân, và đặc biệt là chúng ta cắt đi bản ngã. Thầy nói chúng ta có thể thấy rằng là ai có bản ngã lớn đó, họ chẳng bao giờ chịu lạy người khác cả. So need to memorizing this refuge prayer when you do prostration and the prayer and prostration together. One prayer and one prostration. Chúng ta hãy học thuộc câu 18. Bốn câu tiếng bạn của tại trang 16, xin lỗi trang 16. Và mỗi một câu chúng ta tụng như vậy thì chúng ta sẽ lễ xuống, lạy xuống một lạy. So then depends you do how many prostration. You can try your best do prostration. After when you finish prostration, then you sit down. Page this page page 17. À, chúng ta lấy lễ lại như vậy, chúng ta cố gắng khi được số thì chúng ta trở lại bồ đoàn ngồi xuống và chúng ta tụng trang 17. If you continually do prostration little break, then no need to do page 11. You can do that registration which prayer. But this session is finished here, then you need to continue the page 17. Ví dụ như chúng ta lễ lạy, chúng ta có cái giờ nghỉ giải lao giữa cái lễ thời lễ lạy của chúng ta thì chúng ta không cần phải qua trang số 17. Phụng nói thí dụ như hôm đó mình nghĩ rằng là mình lạy 300 chẳng hạn, nhưng mà mình lạy tới 150 rồi mình thấy mệt và mình nghĩ thì trong cái lúc mình nghĩ đó, trong giờ giải lao đó mình nghĩ đó, mình tụng ở trong lòng câu bốn câu của trang số 16 mà không cần phải qua trang số 17. Khi mình đạt túc số đủ 300 rồi mình mới trở lại bồ đoàn và qua trang 17. So when you registration three times this year number, so that is checking refuge with the generating bodhis of our mind and the same time checking bodhis of our vows. Tụng trang 17 chúng ta đã quy y pháp tâm bồ đề rồi và chúng ta thọ giới thọ bồ tát giới. We pray together, okay? Dạ, and you practice to follow same way. Khi hành trì mình theo đúng như vậy. Trang 17 chúng ta tụng 3 lần. So after that, then generating bodhisattva mind also 3 times. Sau đó chúng ta phát tâm bồ đề 3 lần. When you
about the Satos precepts from today to until reaching enlightenment, which is all the Buddhas and Bodhisattvas, which was taking Bodhisattvas precepts, which was they follow the Bodhisattvas ways. I'm going to also continually, step by step, follow that way. Chúng ta tụng trang 18 ba lần và chúng ta nguyện rằng là từ nay chúng con thọ Bồ Tát giới từ nay cho đến khi mà đạt quả giác ngộ. Chúng ta thấy ở trong Tất Đa Nang ghi rằng là cũng như Chư Như Lai trong các thời quá khứ thứ từng phát tâm Bồ Đề tu tập Bồ Tát hạnh, nay con cũng nguyện vì lợi ích của chúng sinh mà phát tâm Bồ Đề, nguyện tuần tự tu theo đường tu của Bồ Tát. Các ngài phát hạnh nguyện như thế nào, tuần tự để mà thành tựu giác ngộ như thế nào thì mình cũng nguyện theo các ngài chính xác như vậy. So after that, we have two prayers, which is sub rejoice and let other rejoice. So why we need to rejoice? Because now we have a great opportunity to check Bodhisattva's precepts. So I am extremely lucky. I have a chance to check Bodhisattva's precepts. Chúng ta sau đó tùy ý hạnh lành của chính mình và hạnh lành của người. Vì sao thầy nói? Bởi vì rằng là chúng ta đã có cơ hội để mà thọ giới phát tâm quy được Bồ Đề và thọ giới thọ Bồ Tát giới. We pray together. Cho mẹ con bé lên để lại cho ba mẹ cho để ta ra let sub rejoice. Now second one, letting other rejoice. So when we talking about the subjects, preserves, gods, demon gods, local deities, whoever can hear, whoever can see that, so you can visualization. They are extremely rejoice. Và để cho người khác được hoan hỷ cái hạnh lành của mình là khi mình thọ Bồ Tát giới, những bổn phận địa phương hay là những đối tượng phi nhân khác họ cũng sẽ tùy hỷ với hạnh lành của mình. Checking Bodhisattva's precepts. So I wishing, I pray and never break this continually multiply my generating Bodhisattva mind and that can ground your sentient beings wishing. Và thứ ba là khi chúng ta thọ về Bồ Tát giới rồi, chúng ta sẽ giữ giới nghiêm cẩn và chúng ta nguyện cái điều này nó tăng trưởng và làm lợi lạc đến vô vương biên chúng sinh. Sajo zene rambo je ma je ban har je jo je ma na ba me ba ta go ne go do an ba wa sajo sen dai me da je sajo jo la jo wa sanje na je yo zo je tu je le jo an bo wa sajo sen ba na je ne do do an do la go do go bo ye ne gan go xem chi nam la thế giới xem chi tam chi thế ta thế giới chi nghe lo tam chi ta do tam ba phan cho sơ ba cam ba sơ cho ba thế ta cái chi mu la do ba cho. So after that, now dissolution before visualization which to in front of us, so dissolve into the me. Và sau đó là xin lỗi, hồi nãy Phụng Thứ hay nói Bồ Tát giới, không phải Bồ Tát giới mà là Bồ Đề Tâm, Phụng xin lỗi. Thứ hai nữa là bây giờ chúng ta tan nhập, hồi nãy chúng ta quán thay quy y đằng trước mặt chúng ta trên không gian phía trước, bây giờ mình sẽ làm pháp tan nhập, thay quy y sẽ tan nhập vào trong bản thân mình. Before visualization refuge tree. So now you can imagine they really, really rejoice and dissolve into
the light, light dissolves into the center channel, into the our body. Now my body, spirit, and mind, and all the lineage masters, body, spirit, and mind are inseparable. Trước chúng ta đã quán tượng cây quy y phía trước, bây giờ đối tượng của cây quy y các ngài vô cùng hoan hỷ tan thành ánh ta sáng, tan vào đỉnh đầu của mình, vào trong tim và bản thân mình, và chư vị trở nên bất nhị. So after finish prostration and then in the practice Vajrasattva, I think today we stop here as other was too much and I'm going to reading transformation. Và sau đó thì đến sau đó đến pháp hai là tụng Kim Cang Tất Đoạ, nhưng mà thầy nói có lẽ là quá khó với anh chị cho nên thôi thầy dừng ở đây để mà thầy truyền khẩu. I'm going to give transformation number 1 and number 2, okay? Thầy sẽ cho truyền khẩu của pháp 1 lễ lạy và pháp 2 là trì chú trăm âm Kim Cang Tất Đoạ. Each time when you finish practice and then need a dedication. Page 119. Sau mỗi thời khóa, chúng ta cần phải ngồi thiền. Trang 119. Yeah, we pray together. When you practice, also follow them. It's okay. Mình hành trì cùng với thầy, khi mình hành trì một mình làm theo đúng như vậy. Sau mỗi thời hành trì, khi chúng ta hoàn tất thời công phu, chúng ta cần phải hồi hướng. Hồi hướng rất là quan trọng, bởi nếu không hồi hướng thì mỗi lần chúng ta nổi giận lên thì cơn giận đó phá hủy toàn bộ công đức chúng ta có được. Ok, bây giờ break, đánh mạc ạ. Thank you, chúng ta nghỉ giải lao chút xíu rồi tụi Mahakala.